chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì trưa hôm nay thì mình đang giao 3 chiếc tay ga của Yamaha các bạn. Mẫu thứ nhất là Yamaha Vigo S nha, màu bạc. Vigo S là phiên bản đặc biệt đó các bạn. Điểm đặc biệt ở Vigo S này là khóa thông minh nha, chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh như thế này, đổ xăng ngoài và phanh phía trước là phanh ABS nha các bạn. Phía trước này là phanh ABS. Thì mẫu phiên bản này là phiên bản đặc biệt, nó sẽ có 4 màu nha các bạn. Màu này là màu bạc, bạc nhám nha. Mình còn màu đỏ nhám, màu xanh quân đội và màu đỏ nha các bạn. Mình có 4 màu, màu xanh thì mình có 2 màu, màu xanh quân đội và xanh xanh nước biển đậm các bạn. Thì 4 màu này bên mình để giá là 34.900.000 nha. 34.900.000 cho mẫu Vigo S này. Còn nếu các bạn lấy phiên bản tiêu chuẩn mà chuyển khóa thường á, chỗ này nè các bạn, là khóa cơ bình thường á, không có cổng sạc USB này, và phanh phía trước này là phanh thường các bạn, không có chữ ABS này nè, phanh thường á, thì giá là 31.500.000 nha, nó sẽ rẻ hơn được 3 triệu mấy các bạn. Thì hiện tại là mình đang ráp cái mẫu xe này cho một bạn trai, và buổi trưa hôm nay thì mình cũng có thêm hai cái mẫu xe Rande nữa các bạn. Mẫu này thì là Rande phiên bản đặc biệt màu xanh, hay gọi là xanh biển các bạn, xanh xanh biển nha. Mẫu này thì đang làm dịch vụ các bạn. Khách hàng mình đã chốt xong rồi, khách hàng làm dịch vụ mổ bò sườn và đánh phủ chống cày. Thì mẫu này bên mình đang để giá là 50.900.000 các bạn. Phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt này thì nó có được 4 màu. Các bạn lấy phiên bản đặc biệt thì giá nó như nhau hết nha, nó không có phân biệt màu. Thì đối với dòng phiên bản đặc biệt này thì có cái chìa khóa thông minh nha các bạn. Đổ xăng ngoài và có học. Thì mẫu này là nó xanh hết tất cả luôn nha, từ mỏ dè cho tới ốp, bờ cổ, ốp sườn đều là xanh hết nha các bạn. Mẫu này là 50.900.000 nha. Xe Yamaha thì mình sẽ được bảo hành bảo dưỡng chính hãng trong vòng 3 năm hoặc là 30.000 km trên toàn quốc nha các bạn. Trên toàn quốc thì các bạn có thể dễ dàng mình bảo dưỡng xe của mình, cũng như là đến đại lý nào mà mình đang ở hoặc là gần nhất á, để mình có thể thay thế lên phụ kiện đều được hết nha. Màu này thì hiện tại là mình có đủ màu rồi nha các bạn. Phiên bản đặc biệt này có đủ màu rồi. Thì bạn nào có nhu cầu về dòng xe Rande thì của mẫu 2023 có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong video nha. Rồi tiếp theo con thứ ba mà mình vừa bán xong, đó là phiên bản giới hạn. Phiên bản giới hạn thì các bạn để ý có cái tem nha. Đây, phiên bản giới hạn có cái tem màu bạc. Yên thì là màu nâu nha các bạn. Yên màu nâu. Mẫu này thì sẽ cao hơn mẫu phiên bản đặc biệt là 1 triệu nha, 51.900.000. Mẫu này thì hiện tại mình cũng có đủ màu rồi, màu bạc, màu đen, vân vân. Giải màu mình sẽ add vô cho các bạn coi nha. Nhiều khi mình nhớ phiên bản thôi bạn, mình không nhớ hết tất cả các màu đó. Nhiều khi nó mình lộn giữa màu xanh, màu bạc, màu đen đó các bạn. Rồi màu đồng nữa, nó nhiều màu lắm các bạn. Thì mẫu này nó cũng giống như phiên bản giới hạn đó các bạn. Nó cũng có chìa khóa thông minh, có cổng sạc và có đổ xăng ngoài. Và điểm đặc biệt của dòng Yamaha năm 2023 là có kết nối về ứng dụng Econet các bạn, để coi xe ha, để coi xe trên hệ thống của mình. Đấy, thì đổ xăng ngoài, coi dung tích bình xăng và mức tiêu hao nhiên liệu là 1,66 lít trong 100 km nha. Dung tích xi lanh là 124,9 nè. Đây mình có cái hoặc ra là có cái móc xẻ, móc đồ sẵn nha các bạn. Lớp này là không ruột, lớp này là mát xít các bạn, lớp mát xít nha, không ruột. Ở này là 70-110 các bạn, 70-110. Bánh trước và bánh sau thì bằng nhau nha. Cái này thì đang làm dịch vụ các bạn, đang làm dịch vụ cũng chuẩn bị gỡ ra để làm ở bò sườn. Và con này là màu nhám cho nên mình không có phủ nano được, phủ nano chống trầy được nha. Bên mình chỉ mẫu bò sườn thôi, rồi vệ sinh là xong là giao. Thì trưa hôm nay mình chốt 3 mẫu tay ga các bạn đang ráp. Thì bạn nào có nhu cầu về dòng xe của Yamaha bao gồm cả xe số và xe ga thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở video. Ngoài ra thì mình có những cái dòng tay ga khác như là Zenith nè, rồi Latte nè, Rande, Vigo S nha. Thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình chia sẻ cũng như là ráp xe tiếp theo ạ.